Xin chào toàn thể anh em, chào mừng em đã quay trở lại với Thế Anh Audio để tiếp tục các video trong buổi livestream ngày hôm nay. Rất nhiều các mặt hàng được Thế Anh Audio sẽ giới thiệu cho anh em và sẽ bán xả cho em một mức giá rất là tốt ngày hôm nay. Và đặc biệt sẽ có một vài sản phẩm mà khách đã bom hàng cũng như là nâng cấp của khách hàng, bên em sẽ giảm giá thanh lý rẻ, cực kỳ là rẻ cho anh em nhé. Đây ví dụ như những chiếc vang, đây em ví dụ những chiếc vang nó bị khách bom, bị vỡ mất màn hình, bán cho anh em chỉ có mấy trăm nghìn. Đấy, hoặc những chiếc đẩy đây ạ, những chiếc đẩy em nâng cấp của bác khách, đấy B3 chỉ bán cho anh em mấy trăm nghìn thôi nhá. Anh em mua về nhà chỉ có một chút thôi, anh em chỉnh sửa một chút thôi, anh em xài ok luôn, rất là chất lượng ngày hôm nay. Đấy, rất nhiều các mặt hàng vang, mic, lưng tiếng, quản lý nguồn hay là những con đẩy 2 kênh, 4 kênh được Thế Anh Audio sẽ giới thiệu chi tiết, sau đó sẽ báo cho em một mức giá rất là tốt cho anh em ngày hôm nay. Thì anh em theo dõi video, tiếp tục ủng hộ Thế Anh Audio cho bên em Simon Ai nhé. Một chia sẻ để anh em, tất cả anh em bạn bè đều biết đến Thế Anh Audio và sẽ mua hàng ủng hộ Thế Anh Audio nhé. Sản phẩm đầu tiên đây, một sản phẩm mà vừa qua em bán rất là nhiều. Một con đẩy 4 kênh, hàng chính hãng đến từ thương hiệu DK Pro, có mã là KX9000S, với công suất là 1000W một kênh. Đấy, 4 kênh nhân với 1000W một kênh. Với 1000W thì anh em có thể là ghép nhá, ghép đôi full, những đôi full hoặc là những đôi array, hoặc là đánh súp đều được cho anh em. 1000W thì anh em phải đánh một súp đơn 50, hoặc là full 40 coi 100, hoặc là một đôi 30 đều được cho anh em. Rất là chất lượng những chiếc đẩy hàng chính hãng đến thương hiệu DK Pro. Đấy anh em thấy không? Rất là chất lượng nhá, về thiết kế rất là đẹp. Một màu xám rất là đẹp, và đây 4 núm vặn chỉnh công suất ABCD, cũng như là hệ thống đèn nháy, khi anh em vặn công suất lớn thì đèn sẽ nháy. Rất là chất lượng nhá. Có một công tắc bật nguồn ở đây, công tắc bật nguồn thò tay vào anh em bật tắt. Đấy, dòng đẩy này rất là đẹp, về thiết kế cũng như là về độ hoàn thiện cực kỳ là đẹp cho anh em. Đấy, có tai bắt tủ âm thanh, anh em đi làm show sự kiện thì có tai bắt vào tủ âm thanh đầy đủ cho anh em, cũng như là các quai sách đây bắt trực tiếp vào cái khung sườn của chiếc đẩy này, thì anh em khênh đi bê đi rất là nhẹ nhàng, rất là tiện dụng cũng như chắc chắn. Và đằng sau của nó đây, em sẽ quay cho đằng sau nhá. Đằng sau của những chiếc đẩy này thì đây anh em có thể thấy này, đằng sau thì nó sẽ có các cái quạt gió chạy rất là êm, hai quạt gió hai bên để chạy hút gió nóng bên trong ra, cũng như bốn tín hiệu nhạc vào, bốn tín hiệu vào và bốn tín hiệu đường link. Đấy, rất là chất lượng, cũng như là đây anh em thấy nhá, cầu ra loa thì anh em có thể đấu trực tiếp vào đây, hoặc là rắc lưu trích anh em đấu sau đó vặn vào, rất là chất lượng. Và đây ngoài ra thì có các cần gạt, các chế độ đánh para này, sitel bright đầy đủ, cũng như là đây cái gain để anh em chỉnh, rất là chất lượng. Một dòng đẩy sẽ trang bị cho em làm đây nội thất cực kỳ là khủng nhá. Quay cho em nội thất này, đầu tiên phải nói đến nguồn nhá, riêng nguồn con này là nguồn đồng 100% và size nguồn rất là to, size rơi vào khoảng size 20 và nguồn rất là lớn cho anh em. Nguồn này nguồn đồng 100% và sẽ được bảo hành, riêng cái nguồn này được bảo hành 2 năm cho anh em, hãng sẽ bảo hành nguồn chính hãng 2 năm cho anh em, rất là chất lượng. Xung quanh nguồn này sẽ có một cái nhựa để bảo vệ chống cách điện rò rỉ ra. Đấy, rất là tốt nhá, chống đảm bảo điện nó sẽ không bị rò rỉ mo ve ra cho anh em. Đấy, và con này sử dụng là 16 tụ lọc nguồn 80V mà 22.000 microfarad, rất là chất lượng cho anh em. Đấy, 16 tụ lọc nguồn cho 4 kênh và toàn những tụ khủng nhá, 80V mà 22.000 microfarad, rất là chất lượng. Và đây là con này sử dụng tất cả là mạch đen, tất cả mạch đen, mạch công suất này, mạch nguồn này, mạch tín hiệu đều là sử dụng mạch đen. Thiết kế mạch là mạch class H, anh em đánh cực kỳ là bền bỉ và hiệu năng rất là tốt cho anh em. Ngoài ra con này sử dụng 80 sò, tổng cộng con này là 80 sò và chạy là 64 sò chính bằng sò trường LGV kép, còn lại là các cái sò bù áp cho anh em, rất là chất lượng nhá. Tổng cộng là 80 sò cả bù áp, 64 sò trường LGV kép là sò chính, còn đâu là bù áp, cực kỳ là chất lượng. Và dòng đẩy này thì em cam kết anh em là hàng chính hãng nên độ hoàn thiện. Đấy, anh em nhìn độ hoàn thiện rất là chi tiết cho anh em, từ những cái mạch công suất này, đây nguồn này, rất là chất lượng cho anh em. Đấy, hàng chính hãng của DK Pro. Thì ngày hôm nay đây em sẽ giảm giá cho anh em, những bác mua đẩy 4 kênh này công suất là 1000W một kênh nhá. Em nhắc lại là 1000W một kênh, giá rất là tốt cho anh em, chỉ có 6.100.000 bên em bao ship cho anh em, và anh em mua hàng được nhận hàng, kiểm tra và thanh toán. Anh em mua đẩy vui lòng cọc giúp em 300.000 nhận hàng, còn lại kiểm tra thanh toán, ok chưa? Giá rất là tốt nhá. Em mua hàng nhắn tin số em chốt đẩy DK KX9000S hoặc là chốt đẩy DK 4 kênh, 6.100.000 bao ship cho anh em và tặng anh cho em 4 dây ca lông. Ok, giá rất là tốt cho em ngày hôm nay.
Đấy để anh em theo dõi nhá. Cho bên em xin một like, một chia sẻ để tiếp tục ủng hộ Thế Anh Audio ạ. Đây rất nhiều các mặt hàng được Thế Anh Audio sẽ tiếp tục giới thiệu cho anh em. Đấy và đây một chiếc vang cơ lai số tuần vừa qua em bán rất là nhiều. Đấy một chiếc vang cơ lai số JBL F8 Plus. Đấy phiên bản cơ lai số mới nhất đến từ hiệu JBL. Con này điểm đặc biệt của nó đầu tiên vào đấy là có chip DSP xử lý tiếng của Mỹ nên tiếng xử lý cực kỳ là hay. Đấy xử lý tiếng rất là hay. Cũng như là có khi mà anh em hát karaoke ấy, có echo và dì vợt riêng biệt. Đấy em bán dòng này rất là nhiều rồi. Anh em hát karaoke cực kỳ là thích những echo và dì vợt riêng biệt này. Các bác hát echo, hát dì vợt hoặc echo kết hợp dì vợt đều được. Đấy và thiết kế của nó rất là đẹp. Anh em thấy không, thiết kế là mặt trước nó là mặt phay nhôm màu đen. Đấy màu đen. Một dàn đây anh em thấy rất là dễ chỉnh. Em sẽ quay gần nhá. Chỉnh bát chung và chép của mic này, bát chung và chép của nhạc này. Và đây echo, phần dì vợt cũng như là phần ép fake của Equa và súp. Đấy anh em chỉnh súp trực tiếp ở đây nữa. Đấy, và ngoài ra con này có input là đầy đủ các cổng kết nối Bluetooth, cổng quang hay là các đường AUX cho anh em, cũng như là sẽ có chế độ bật tắt chống hú tự động, rất là chất lượng cho anh em nhá. Đấy và con này sẽ trang bị cho anh em một chiếc điều khiển từ xa. Đấy một chiếc điều khiển từ xa để anh em này, khi mà sử dụng làm sự kiện dạp cưới hoặc là đi anh em ngồi hát karaoke chỉ cần điều chỉnh thông số rất là đơn giản, không phải đến tận nơi mà điều chỉnh nữa, mà điều chỉnh qua những chiếc điều khiển từ xa, rất là chất lượng nhá. Và đây mặt trên của nó sẽ được dập chìm JBL, tem JBL, cũng như đằng sau của nó đây, đằng sau của nó sẽ đầy đủ đây anh em thấy nhá, có Bluetooth, có cần Bluetooth rời anh em lắp vào đây, có cổng quang và các đường COA AUX1, AUX2 đầy đủ cho anh em, cũng như là các đường ra thì bằng ca lông và hoa sen đầy đủ, các rắc hoa sen đều là các rắc mạ đồng, đảm bảo tiếp điện cực kỳ là tốt nhá, tín hiệu tiếp cực kỳ là tốt cho anh em. Đấy những chiếc vang JBL S8 Plus này em sẽ tiếp tục bán giảm giá cho em một mức giá rất là tốt cho anh em ngày hôm nay nhá. Trong buổi livestream ngày hôm nay sẽ giảm giá cho anh em, giá chỉ còn 1.250.000 nhá, giá rất là tốt. Em còn bao ship cho anh em và sẽ tặng cho em 2 dây anh em kết nối âm ly hoặc kết nối đẩy, bên em sẽ tặng cho em 2 dây kết nối âm ly hoặc 2 dây kết nối đẩy, chỉ có 1.250.000. Anh em nhanh tay nhá, chốt vàng JBL S8 Plus chỉ có 1.250.000 bao ship và tặng dây jack kết nối, anh em được nhận hàng, kiểm tra và thanh toán. Có vấn đề gì về kết nối với vang, kết nối với đẩy hoặc âm ly thì anh em cứ alo số điện thoại, em sẽ hướng dẫn cho anh em, gọi Zalo em sẽ hướng dẫn cho em chi tiết cụ thể. 1.250.000 hàng mới nguyên hộp, bao ship và bảo hành 1 năm, ok chưa ạ? Rất là chất lượng, rất là chất lượng cho anh ngày hôm nay. Và đây có một sản phẩm mà đây em nâng cấp của bác khách hàng thì em giới thiệu luôn. Đấy nhiều anh bình luận quá, đây em giới thiệu luôn cho anh em nhá, một con đẩy B3 Lomo 2.6, công suất thì em ước tính được khoảng 400W một kênh. Đấy con này đẩy 2 kênh nhá, 400W một kênh. Đấy và con này sử dụng nguồn xung nên rất chi là mỏng và nhẹ. Đấy nguồn xung đây. Đấy và đây sẽ quay cho em đằng sau nhá, sau đó sẽ nói tình trạng của con này. Đằng sau thì có hai đường vào này. Đấy hai đường linh xe đường cầu giao loa bằng rắc lưu trích này. Và con này sử dụng hai quạt gió rất là nhỏ. Đấy, hai quạt gió rất là nhỏ. Đấy. Và đây soi cho em luôn mạch này. Em dòng đẩy này, con đẩy này em nâng cấp của bác khách thì đây như thế nào em bán như thế. Tình trạng của nó là hai cái quạt gió này đấy nhá, đấu ngoài này, có bác khách đã chắc là đi sửa rồi. Đấu ngoài đây, đấu được nguồn điện từ đây, điện trực tiếp là từ đây. Đấy, qua một chiếc adapter này, đấu dài. Còn đâu là mạch em thấy là hoàn toàn zin hết. Mạch zin nguyên bản hết cho anh em nhá. Đấy. Đấy, tình trạng là bác như nào bác nâng cấp thì tình trạng hiện tại hoạt động bình thường. Hai kênh này ấy nó bị một kênh bên B này, nó bị khi mà vặn nó xoẹt. Đấy nó kể cả không vặn này nó bị xoẹt. Anh em về thay chiết áp của hai kênh này đi. Đấy nó bị lỏng, nó bị mo ve lâu ngày ấy, nó bị xoẹt, kể cả không vặn nó vẫn bị xoẹt. Đấy em nói tình trạng rất chi tiết cụ thể nhá. Và em đã nâng cấp của bác khách và bác ấy bán cho em con này là 500.000. Đấy 500.000 đây nhá, con đẩy nguồn xung này. Thì em cũng sẽ để cho anh em giá là 500.000 không bao ship nhá. Hàng này em chỉ bán cho anh em nào mua, nhiệt tình mua thì chuyển khoản cho em 500.000, bên em không bao ship. Và em bao cho anh em là cắm điện vào ok. Tình trạng như thế em mô tả trên video 500.000 nhá. Đấy quạt gió, kể cả hai quạt gió chạy bình thường. Dòng này hai quạt gió chạy nó thật sự anh em nó kêu rất là to. Đấy có như nào em sẽ nói cụ thể chi tiết cho các bác lắm được tình trạng của nó để anh em mua hàng rất là thoải mái. Đấy anh em tin tưởng Thế Anh Audio thì em cũng sẽ nói chi tiết cụ thể cho anh em. Đấy hai quạt gió chạy rất là to, kêu rất là to nhá.
và thanh lý 500.000. Anh em về anh em riêng dòng đẩy này đánh cho anh em một đôi 30 đều được. Đấy, một đôi 30 rất là chất lượng nhá. 500.000, nhắn tin chốt đẩy 500.000 cho em nhá. Em gửi số tài khoản anh em cọc giúp em. Đấy, tiếp tục nhá. Tiếp tục sản phẩm tiếp theo đây. Một sản phẩm mà cũng là rất là hot trong thời gian vừa qua. Những bộ mic Beyer VS BS890. Đấy, đây Beyer với thiết kế rất là đẹp, mặt trước là thiết kế lồi lõm 3D. Đấy, anh em thấy không? Các cái đường này là đường lồi lên này, chỗ này là lõm xuống này 3D. Đấy, phay nhôm rất là đẹp cho anh em. BS890 dòng cao cấp nhất đến từ thương hiệu Beyer của 2023. Rất là chất lượng cho anh em đây nhá. Đây. Tem mác các thứ rất là chất lượng, cũng như mặt sau đây quay cho anh em. Đây, mặt sau của nó thì có đây các đường ra thì anh em đều biết, anh em có thể mua về làm show sự kiện rạp cưới cũng được, vì con này sóng đảm bảo cho em từ 60 đến 70 mét. Đấy, 60 đến 70 mét là đấy là em nói là đảm bảo là anh em an toàn làm show sự kiện rạp cưới. Đấy, có khi mà thời gian ví dụ như khách ít hoặc là không gian rộng thì có thể xa hơn. Đấy. Và đây có các rắc ca lông này, rắc 6 ly và anten rời. Đảm bảo cho em lắp anten vào đây thì sóng rất là xa. Đấy, sóng rất là xa. Và điểm đặc biệt của nó nữa đây, em sẽ quay cho anh em nhé. Hàng này hàng mới nguyên hộp, em thanh lý của công ty Beyer, hàng Beyer rất là chất lượng. Đấy, và đây, tay của nó là tay màu vàng gold. Anh em thấy không? Tay màu vàng gold như này. Đấy, và tất cả là tay là kim loại. Tay kim loại dòng đuôi chuột côn neo, rất là chất lượng của Beyer. Hàng mới nguyên hộp như này, anh em để đấy. Có một nguồn này, có hai chống lăn, có rắc 6 ly và có pin anten cho anh em. Đây, sẽ tháo ra cho anh em đây. Em có tháo đuôi rồi. Dòng này là dòng sử dụng là dòng đuôi chuột, anh em thấy nhá, đuôi chuột cũng như là sử dụng mạch tím, rất là chất lượng. Tiếng con này thì em bao cho anh em tiếng cực kỳ là nhẹ, lịnh giọng dễ hát cho anh em. Beyer BS890. Đây, sẽ bật lên cho anh em nhá. Bật này, giữ 3 giây cho nó lên. Nó sẽ báo pin trên tay mic và pin trên đầu thu, cũng như là tín hiệu trên tay mic và tín hiệu đầu thu, rất là chất lượng cho anh em. Và đây alo cho anh em nghe tiếng con này nhá. Cam kết tiếng cực kỳ là nhẹ cũng như là rất là lịnh giọng cho các bác nào hát karaoke. Nên để em vặn công suất đẩy nó to lên một chút ạ, để em sẽ alo cho anh em nghe chất âm của con này, tiếng mic của Beyer nhá. Đây. Đấy. Đây, cho nhỏ nhạc một chút. Nên 6 7 8 9 10. Mây nên 7 8 9 10. Cực kỳ là nhẹ nhá, tiếng rất là nhẹ, em cam kết anh em tiếng của dòng này cực kỳ là nhẹ và lịnh giọng cho các bác nào hát mà hơi nó hay bị hụt hơi hoặc yếu thì dòng Beyer là một trong những dòng mà tiếng là rất là lịnh giọng và hát độ hút tiếng rất là tốt. Nên 6 7 8 9 10 con đường xưa em đi và lên mái tổng thể ngõ hồ dầm tái tê 7 8 9 10 10. Và đặc biệt ngày hôm nay bên em sẽ giảm giá cho em những bộ mic Beyer phiên bản mới nhất, Beyer BS890 phiên bản mới nhất, Beyer phiên bản 2023 giá rất là tốt nha. Ngoài thị trường anh em mua những dòng bãi thôi nhá, những mic bộ mic bãi đã tầm hơn 2 triệu rồi, nhưng ngày hôm nay hàng mới nguyên hộp em thanh lý của công ty Beyer sẽ được bảo hành 1 năm cho anh em, giá cực kỳ là tốt nhá, chỉ có 1.850.000. Anh em không nghe nhầm nhá, 1.850.000. Em bao ship và sẽ bảo hành cho em 1 năm. Anh em mua hàng được nhận hàng, kiểm tra thanh toán. Ôi chợ, anh em thử hàng, test hàng không hay, tiếng không nhẹ, không lịnh giọng, trả lại cho nhau đâu, anh em không mất một đồng phí nào cả. Đấy, chỉ có 1.850.000 bao ship cho anh em, và anh em được nhận hàng, kiểm tra thanh toán. Ok chợ, giá cực kỳ là tốt nhá, rất là tốt cho anh em ngày hôm nay. Đây, anh em mua hàng đây, có để nhắn tin số cho em chốt mic Beyer hoặc là chốt mic BS890, 1.850.000 bao ship cho anh em, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Ok chưa, giá rất là tốt cho anh em. Và tiếp tục sản phẩm tiếp theo, một con đẩy đây, một con đẩy 2 kênh đến từ thương hiệu MUF với công suất là 1.000W một kênh. Anh em mua về đấy, nếu mà gia đình thì sẽ em 1.000W thì anh em bao cho anh em 2 đôi loa thoải mái, 2 đôi loa anh em mua về đánh súp 50 đều được. Và thiết kế con này rất là khỏe khoắn, thương hiệu MUF rất là nổi tiếng rồi, PX1500 với thiết kế rất là khỏe khoắn, màu đen mặt trước này, có 2 quai sách hai bên. Đấy, nhìn anh em mình quai sách bắt liền với cả cái xương đẩy luôn, nên rất là chắc chắn cho anh em, cũng như là có tai bắt vào tủ âm thanh đầy đủ. Đấy, công suất đây, chỉnh nháy đèn nháy rất là chất lượng. Và đằng sau nhá, quay cho em đằng sau này,
Đây, đằng sau của nó thì có hai quạt gió hai bên, cũng như là các tín hiệu đầu vào bằng ca lông hoặc là jack 6 ly đều được. Và đầu ra thì có cả cầu ra loa hoặc jack lưu trích cũng là đều được. Nhưng có một điểm khác biệt, điểm cao cấp cho anh em là có chế độ cắt súp trực tiếp trên con đẩy này. Đấy, những chiếc đẩy cao cấp hiện nay là có chế độ cắt súp trực tiếp đây. Anh em có thể đây bật lên này hoặc tắt đi này và cắt súp trực tiếp trên con đẩy này. Rất là chất lượng, anh em đánh súp thì yên tâm luôn, cắt rất là sạch sẽ cho anh em. Và con này sử dụng nội thất cực kỳ là khủng. Đây, quay cho anh em nhá. Đầu tiên vẫn là quan trọng nhất là chiếc nguồn. Nguồn rất là lớn. Đấy, 800W mà như này nguồn cực kỳ lớn, nguồn đồng 100%, vẫn được hãng bảo hành 2 năm cho anh em. Đấy, con này sử dụng 6 tụ lọc 246, 8 tụ lọc nguồn. Đấy, 8 tụ lọc nguồn 10.000 microfarad 63V. Rất là chất lượng nhá, toàn tụ to luôn cho anh em, toàn tụ to khủng. Đấy anh em đấy, toàn tụ to nhá. Tụ cao to rất là khủng cho anh em. Và được trang bị cho anh em là 40 sò trường LGV kép, chưa tính bù áp. Tất cả là sò trường là SPF47. Tất cả sò trường LGV kép SPF47 rất là chất lượng. Mỗi kênh là 20 sò trường LGV kép, hai kênh là 40 sò chưa tính bù áp. Thế anh em đánh thì thật sự anh em quên sầu luôn, tiếng đánh cực kỳ uy lực và tiếng rất là sạch sẽ. Đấy, tiếng rất là sáng, tiếng sạch sẽ cho anh em. Những chiếc đẩy 4 kênh 1.000W, à 2 kênh 1.000W một kênh này, ngoài thị trường bán rất là đắt anh em, đúng không? Rồi tầm hơn 5 triệu cơ. Nhưng ngày hôm nay nhá, thì anh Aldo chỉ bán cho anh em giá rất là tốt trong buổi livestream ngày hôm nay. 4.300.000 bên em bao ship cho anh em và tặng cho em 2 dây ca lông. Mua hàng em nhắn tin cho em chốt đẩy PXG1500 hoặc chốt đẩy MWF 4.300.000. Anh em mua đẩy cọc giúp em 300.000 nhận hàng kiểm tra thanh toán nốt, ok chưa? Một con đẩy công suất là 1.000W một kênh. Trang bị 40 sò trường LGV kép, chưa tính bù áp. Đấy, thì anh em yên tâm nhá, hàng này còn hàng mới, bảo hành 1 năm. Giá chỉ có 4.300.000, chỉ giá trị ngang tầm hàng bãi thôi, đúng không ạ? Thì anh em theo dõi nhá, tiếp tục ủng hộ cho bên em Sim Nai một chia sẻ đi ạ. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Và đây, đây tiếp tục thanh lý cho anh em nhá, một con vàng Adni đây ạ. Một con vàng Adni, hàng này hàng khách bom, thật sự anh em khách bom không ai mong muốn. Nhưng về nó lại bị vỡ cái này, chắc là do quá trình vận chuyển nó bị ép vào đây nên nó vỡ mất cái màn hình hiển thị này. Đấy, một dòng vang cơ đại số. Phần này thì em chỉnh hết rồi, thật sự em chỉnh hết rồi. Về nhà anh em có thể là chỉnh theo đúng không gian và phòng của anh em một chút thôi. Và các cổng kết nối vẫn nguyên, cổng Bluetooth, cổng quang hay là em đã test sử dụng bình thường. Các lúm mặn này thì vẫn chỉnh bình thường cho anh em vẫn test thoải mái. Và em đã test ra tiếng bình thường rồi. Đấy, hàng đây, hàng chính hãng của Adi, tem mác ở đây. Là thật sự không ai mong muốn về về hoàn như thế này. Nhưng thôi thì hoàn rồi thì cũng là lại không may nữa là vỡ màn hình. Thì em sẽ bán rẻ cho anh em con này nhá. Bán nỗ sập sàn luôn cho anh em. Chỉ có 500.000 bên em bao ship cho anh em. Ok chưa? 500.000 em bên em không bao ship. À sorry anh em nhá. 500.000 em bán nỗ quá là nhiều rồi. 500.000 không bao ship và không tặng dây dắt. Anh em mua hàng nhắn tin cho em chốt đẩy 500 à chốt vàng 500.000. Đấy, ok chưa? Giá rất là tốt nhá. Chỉ có một con duy nhất thôi nhá anh em nhá, nhanh tay. Một con duy nhất chốt vàng Adni. À, chốt vàng 500.000. Đấy, em gửi số tài khoản anh em vui lòng cọc giúp em. Ok chưa? Tiếp tục nhá. Sản phẩm tiếp theo đây, sản phẩm tiếp theo ngày hôm nay. Những chiếc quản lý nguồn có lọc nguồn, một thiết bị không thể thiếu cho dàn âm thanh của anh em, đúng không ạ? Anh em có thể cắm rất nhiều các thiết bị vào đây, có 10 cổng cắm, 2 cổng cắm đằng trước và 8 cổng cắm đằng sau. Và đặc điểm đặc biệt của nó là đây. Đầu tiên phải nói đến là có tất cả lọc nguồn. Tất cả các ổ cắm đều có lọc nguồn. Các dơ le đây, ngoài các dơ le để chống cháy chập thì có là lọc nguồn các tụ điện vào điện ra, lọc nguồn rất là chất lượng cho anh em. Đấy, sẽ giúp cho anh em là lọc nguồn điện sạch vào thì giảm ù xì cũng như là tăng tuổi thọ của các thiết bị điện tử, vì nó sẽ tỏa ra nhiệt ít hơn, lúc đấy là tuổi thọ sẽ được nâng cao hơn. Đấy, và dòng quản lý nguồn này là điểm đặc biệt nữa là nó sẽ có một cái can trôn ở đây. Anh em có thể vặn đến nháy ra là anh em phải bật tắt từng cổng. Đấy, ví dụ em đang tắt cổng 3, em bấm nút phát ra là bật này, em nháy xoáy sang cổng 4 này, tắt đi này, bật lên, rất là chất lượng. Và có một khóa chức năng nữa là khóa trẻ em. Anh em giữ 3 giây, nó sẽ khóa ở đây. Lúc đấy anh em sẽ không làm gì được nữa. Ok chưa? Anh em giữ 3 giây nữa thì nó sẽ mở khóa ra. Lúc đấy anh em có thể lại điều chỉnh bật tắt từng cổng. Rất là chất lượng cho anh em. Một phiên bản quản lý nguồn có hai màu, màu đen và màu trắng. Hàng chính hãng với thương hiệu LS Acoustic D08. Anh em mua hàng nhá, nhanh tay nhá, giá rất là tốt cho anh em ngày hôm nay. Hàng này em nói này, hàng chính hãng có tem bảo hành điện tử đầy đủ cho anh em. Đấy, rất là chất lượng, có hai màu, một đen và hai là trắng. Anh em mua hàng chốt quản lý nguồn đen hoặc chốt quản lý nguồn trắng nhá. Đấy, dòng quản lý nguồn có lọc nguồn, giá rất là tốt cho anh em ngày hôm nay. Đấy, chỉ có 1 triệu bên em bao ship cho anh em.
và anh em được nhận hàng kiểm tra thanh toán. Em mua hàng nhắn tin số em chốt quản lý nguồn đen, hoặc là chốt quản lý nguồn trắng, hoặc chốt quản lý nguồn NS D08 màu đen, chốt quản lý nguồn D08 màu trắng, rất là chi tiết rõ ràng nhá. 1 triệu bên em bao ship cho em, nhận hàng kiểm tra thanh toán, hàng sẽ được bảo hành chính hãng cho em 2 năm. Ok chưa? 2 năm anh em được bảo hành chính hãng, 1 đổi 1 trong vòng 2 năm. Đấy, khi anh em không sử dụng đến, anh em chỉ cần tắt này đi, nó sẽ tắt từ cổng 8 đến cổng 1. Và anh em khi mà anh em muốn bật lên thì anh em có công tắc này, bật từ cổng 1 đến cổng 8, ấn vào đây, nó sẽ bật từ cổng 1 đến cổng 8, sẽ đảm bảo tất cả các thiết bị điện anh em vào đây được an toàn, cũng như là bật lên nó sẽ không gây tiếng bụp ra loa, rất là chất lượng nhá. Thì ngoài ra nha, rất nhiều các mặt hàng ngày hôm nay bên em giới thiệu cho anh em này. Đấy, giới thiệu cũng như giảm giá cho anh em. Đẩy này, đẩy 4 kênh này, đẩy 2 kênh này, vang mic, lưng tiếng quản lý nguồn, và những chiếc đẩy thanh lý, vang thanh lý, giá rất là tốt cho anh em. Thì anh em tiếp tục ủng hộ Thế Audio, cho bên em xin một like, một chia sẻ nhá. Hoặc là anh em có thể lên YouTube gõ Thế Audio và đăng ký kênh nhá, nhấn chuông thông báo. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Xin chào anh em.